sau chiến thắng áp đảo tại bang Indiana và gần như nắm chắc chiếc vé đại diện cho Đảng Cộng Hòa tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump bắt đầu tìm kiếm bạn đồng hành cho cương vị Phó Tổng thống. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC sáng 4 tháng 5, tỷ phú Donald Trump cho hay hình mẫu ứng cử viên cho chức vụ Phó Tổng thống mà ông đang tìm kiếm phải là người thành thạo trên chính trường Mỹ. Bên cạnh đó, người này phải biết làm việc và đối thoại với Thượng viện, Quốc hội để các dự luật dễ dàng được thông qua. Tuy nhiên, ông trùm bất động sản này không tiết lộ danh tính của các ứng cử viên, mà chỉ cho biết đang cân nhắc nhiều lựa chọn. Trước đó, trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Indiana ngày 3 tháng 5, ông Donald Trump đã dễ dàng vượt qua đối thủ bám sát nhất là Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz để giành chiến thắng tại bang có tổng cộng 57 phiếu đại biểu này. Đây là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của ứng cử viên Trump trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, nâng tổng số phiếu đại biểu ông giành được tới thời điểm này lên 1.047 phiếu đại biểu và tiến gần hơn mục tiêu giành tối thiểu 1.237 phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Ngay sau khi kết quả bầu cử tại bang Indiana được công bố, Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã tuyên bố chấm dứt nỗ lực chạy đua trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Đối thủ còn lại duy nhất của ông Trump trong Đảng Cộng Hòa là ứng cử viên John Kasich cũng đã tuyên bố chấm dứt chiến dịch tranh cử.